Luận Đại Trí Độ, quyển 39. Phẩm thứ tư, vãng sanh. Tiếp theo, kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát Thật Hành Bát Nhã Ba La Mật, được bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, rồi du hí trong đó nhập sơ thiền, từ sơ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập tứ thiền, từ tứ thiền khởi nhập diệt tận định, từ diệt tận định khởi nhập hư không xứ định, dẫn đến nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định, rồi từ phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ định khởi nhập lại diệt tận định. Bồ Tát Thật Hành Bát Nhã Ba La Mật có được sức phương tiện như vậy là được siêu việt định. Luận: Hỏi, vì sao Bồ Tát từ sơ thiền có thể nhập thẳng vào diệt tận định được? Đáp: trong A Tỳ Đàm và trong bộ luận Tỳ Bà Sa nói phải theo thứ lớp vào các thiền định. Đây là quan điểm của hàng thanh văn, chẳng phải là lời Phật thuyết vậy. Từ tâm của Bồ Tát vô lượng vô biên đến các vị A-la-hán còn có thể sánh kịp. Ví như khi Bồ Tát thị hiện làm voi sáu ngà bị chúng tên độc mà vẫn dấy lòng thương người thợ săn đã dùng tên bắn mình. Các Bồ Tát đã được bất thối chuyển, đã ly dục, thực hành bát nhã ba la mật nên được tự tại ra vào diệt tận định. Hỏi, Bồ Tát từ sơ thiền hoặc từ tứ thiền khởi nhập diệt tận định được siêu việt định, như vậy Bồ Tát chẳng có nhập vào hai định trung gian hay sao? Đáp, người thường do định lực còn ít nên chẳng có diệt tận định được siêu việt định, còn Bồ Tát do đã có vô lượng phước đức trí huệ nên được tự tại ra vào các thiền định mà chẳng cần phải theo thứ lớp vậy. Hỏi, siêu việt định là đại định, còn chín thứ đệ định chẳng phải là đại định hay sao? Đáp, cả hai đều là đại định cả. Có thuyết nói từ sơ thiền nhập vào nhị thiền mà tâm chẳng có sai khác, dẫn đến nhập vào diệt tận định cũng như vậy, thì gọi là được siêu việt định. Hoặc từ sơ thiền khởi nhập thẳng vào tam thiền mà tâm chẳng có sai khác, dẫn đến nhập vào diệt tận định, hay nghịch lại cũng đều như vậy cả, thì cũng gọi là được siêu việt định. Lại có thuyết nói siêu việt định thắng hơn cả. Vì sao? Vì chẳng có tạp niệm xen vào mới được tự tại ra vào các thiền định mới là được siêu việt định. Ví như con ngựa tốt xoay trở dễ dàng, chẳng có gì ngăn ngại. Bồ Tát đã được siêu việt định rồi được tự tại ra vào các thiền định tùy theo ý muốn, chẳng có gì ngăn ngại cả. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát Thật Hành Bát Nhã Ba La Mật, tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp, chẳng thủ chứng bốn quả thanh văn và quả bích chi Phật, mà dùng sức phương tiện vì chúng sanh khởi tám thánh đạo, khiến họ được bốn quả thanh văn, dẫn đến được quả bích chi Phật. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn, an trú nơi bất thối chuyển địa, thật hành bát nhã ba la mật là đầy đủ các quả vị A-la-hán và bích chi Phật rồi vậy. Luận hỏi, vì sao Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà còn tu bốn niệm xứ? Đáp, vì lòng đại từ đại bi mà Bồ Tát phải dùng đến các sức phương tiện tu bốn niệm xứ để dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Hỏi, nếu Bồ Tát chẳng được các quả thanh văn và bích chi Phật thì làm sao có thể giáo hóa chúng sanh được? Đáp, theo như lời Phật dạy thì Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn rồi, chẳng còn thọ các đạo quả. Bồ Tát chẳng có thủ chứng các đạo quả mà vẫn hành Bồ Tát đạo mới gọi là vào bất thối huy truyền địa. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát trú sáu pháp ba la mật trang nghiêm cung trời đâu xuất, phải biết đó là Bồ Tát nhất danh bổ xứ ở trong hiển kiếp. Luận, Bồ Tát tu nhiều đạo lập nhiều nguyện, khi lên cõi trời đâu xuất nhập vào hội 1.000 vị Bồ Tát nhất danh bổ xứ, lần lượt trở thành 1.000 vị Phật. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát tu bốn thiền dẫn đến tu 18 bất cộng pháp mà chưa chứng bốn thánh đế, phải biết đó là Bồ Tát nhất danh bổ xứ. Luận hỏi, Bồ Tát nhất sanh bổ xứ ở trên cung trời đâu xuất thì làm sao tu được bốn thiền? Đáp, vì Bồ Tát sanh lên cõi đâu xuất đã được ly dục nên được bốn thiền. Bồ Tát nhất sanh bổ xứ do muốn có đầy đủ Phật pháp nên dùng các sức phương tiện sanh lên cõi trời đâu xuất hành đầy đủ các pháp môn mà chẳng có thủ chứng bốn thánh đế. Vì sao? Vì Bồ Tát chỉ muốn thành Phật, chẳng muốn chứng A La Hán hay bích chi Phật vậy. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát trải qua vô lượng kiếp tu hành cầu đạo vô thượng Bồ Đề. Luận, Bồ Tát đầy đủ thiện căn, phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, quyết tâm tu hành để vào được đạo. Thế nhưng nếu căn trí chưa được lanh lợi thì phải lâu mới được vô thượng Bồ Đề. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát trú sáu pháp ba la mật, thường siêng năng tinh tấn làm việc lợi ích
cho chúng sanh nên chẳng nói các lời vô ích. Luật có Bồ Tát, trước thường sanh ác khẩu mà sau lại phát Bồ Đề tâm, nguyện thanh tịnh khẩu nghiệp, nguyện chẳng nói ra các lời ác, nên chẳng nói các lời vô ích. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rằng các lời nói vô ích chẳng phải là Phật pháp, dễ gây sự hiểu lầm đối với kẻ khác. Kinh thường siêng năng tinh tấn là việc lợi ích cho chúng sanh, nên thị hiện sanh từ Phật độ này đến Phật độ khác để độ các chúng sanh ra khỏi đường ác. Luật Bồ Tát chúng sáu pháp ba la mật dùng các thần thông đi khắp các cõi Phật ở trong khắp mười phương để phá ba đường ác nhằm độ thoát chúng sanh. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát chúng sáu pháp ba la mật lấy đàn ba la mật làm đầu để an lạc chúng sanh, tùy chỗ chúng sanh cần những gì thì liền cung cấp cho họ được đầy đủ. Luật hạnh nguyện của các Bồ Tát có sai khác nhau, có Bồ Tát làm cho chúng sanh rời khổ, có Bồ Tát làm cho chúng sanh được an vui. Hạng Bồ Tát thứ nhất phá các đường ác khiến chúng sanh xa lìa được các khổ. Hạng Bồ Tát thứ hai bố thí cho chúng sanh đầy đủ các thứ cần dùng làm cho họ được an vui. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật biến thành thân Phật để vào tận các chốn địa ngục ngạ quỷ súc sanh vì chúng sanh ở các đường ác mà thuyết pháp. Luật hỏi Bồ Tát chẳng có tôn kính Phật hay sao mà lại tự biến thành thân Phật? Đáp vì có nhiều chúng sanh do thấy Phật mà khởi được tín tâm nên Bồ Tát phải phương tiện tự biến thành thân Phật để hóa độ họ. Lại nữa, có biến thành thân Phật thì Bồ Tát mới được dễ dàng ra vào các địa ngục. Có như vậy thì Diêm Vương cũng như các quỷ thần mới chẳng dám gây trở ngại. Hỏi ở chốn địa ngục thuần khổ thì làm sao các chúng sanh ở đó có thể thọ pháp được? Đáp Bồ Tát có đại thần lực chẳng có thể nghĩ bàn phóng đại quang minh rồi mới vì các chúng sanh ở cõi ấy thuyết pháp. Do nương theo thần lực của Bồ Tát mà các chúng sanh ở các cõi ấy sanh tâm hoan hỷ thọ trì chánh pháp khiến vơi được các khổ. Hỏi như vậy thì chúng sanh ở địa ngục cũng được đạo chăng? Đáp tuy chưa được đạo nhưng các chúng sanh ấy đã gieo trồng được thiện căn. Trong hàng quỷ thần cũng có rất nhiều trường hợp gieo trồng thiện căn dẫn đến được đạo quả nhờ nương theo thần lực của Bồ Tát, ví như trường hợp của thần Kim Cang Mật Tích, của quỷ Từ Mẫu, vân vân. Tất cả các vị quỷ thần này đều nhờ oai đức của Bồ Tát mà được độ. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật biến thành thân Phật đi đến các thế giới ở khắp mười phương vì chúng sanh ở các thế giới đó thuyết pháp để cúng dường chư Phật thanh tịnh Phật độ, nghe chư Phật thuyết pháp và chọn những tướng tịnh diệu của các Phật độ trong khắp mười phương nhằm tự trang nghiêm quốc độ của mình, phải biết đó là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Luật Bồ Tát vì chúng sanh trong khắp sáu đạo mà hiện thân Phật như đã nói trong các đoạn kinh trên đây để thuyết ba thừa pháp. Vì sao? Vì chúng sanh không tin các đệ tử của Phật bằng tin Phật nên Bồ Tát phải làm như vậy. Các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ mới có được đại thần lực, mới thành tựu được các sự biến hóa thân, mới có thể dùng các sức phương tiện như đã nói trên đây. Hỏi trước đây nói chỉ có ở cõi trời Đâu Xuất mới có các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, nay vì sao lại nói ở khắp trong mười phương cũng có các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ? Đáp ở mỗi 3.000 thế giới thì cõi trời Đâu Xuất là trú xứ của các vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, thế nhưng cũng chẳng phải nhất thiết như vậy. Ở nơi nào mà các vị Bồ Tát đã được đệ nhất thanh tịnh rồi thì tại nơi đó Phật đạo được thành tựu vậy. Kinh này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thật hành bát nhã ba la mật mà thành tựu được 32 tướng tốt, được 6 căn thanh tịnh, lanh lợi, nên được nhiều người ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát dần dần dẫn họ vào ba thừa đạo để tự độ và độ tha. Này Xá Lợi Phất, bởi nhân duyên vậy, nên Bồ Tát khi thật hành bát nhã ba la mật phải tu tập thân thanh tịnh và khẩu thanh tịnh mới được nhiều lợi lạc. Luật, muốn khiến chúng sanh thấy thân tướng của mình mà được độ, thì Bồ Tát phải tu 32 tướng tốt. Vì sao? Vì có được các căn minh lợi, có được 32 tướng tốt thì mới làm cho chúng sanh hoan hỷ ái kính. Nhờ vậy mà Bồ Tát mới dễ cảm hóa được chúng sanh, dạy họ đầy đủ các Phật pháp, dùng ba thừa đạo dẫn họ vào niết bàn. Khi nói đến các căn minh lợi là nói về thân nghiệp thanh tịnh. Bởi vậy nên kinh dạy rằng Bồ Tát muốn tu tập bát nhã ba la mật phải thanh tịnh nghiệp thân và nghiệp khẩu. Kinh này Xá Lợi Phất có Bồ Tát do thật hành sáu pháp ba la mật mà được các căn thanh tịnh. Tuy được các căn thanh tịnh mà Bồ Tát chẳng hề tự cao hay tự ti, chẳng thấy mình cao hơn người, cũng chẳng thấy mình thấp kém thua người. Luật
Bồ Tát thâm nhập sáu pháp ba la mật, được các căn thanh tịnh, được chúng sanh ái kính. Vì muốn độ thoát chúng sanh mà Bồ Tát phải thị hiện dùng các pháp thế gian để dạy họ. Thế nhưng tuy được các căn thanh tịnh mà Bồ Tát chẳng hề được cao giới niệm khinh miệt người. Trong kinh có dạy rằng Bồ Tát mà khinh miệt người là xa lìa Phật đạo. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng hề tự cao, chẳng hề thấy mình hơn người vậy. Lại nữa, Bồ Tát cũng chẳng nên cho mình thua kém người, phải chẳng có tự cao, chẳng có tự ti mới dạy được người vậy. Kinh này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi được bất thối chuyển, thường an trú trong đảng ba la mật và thi la ba la mật, chọn trọng đoạn vào ba đường ác. Luận Bồ Tát sợ đoạn vào ba đường ác nên làm công đức gì cũng nguyện trọng đoạn vào các đường ác. Bồ Tát được nghĩ rằng nếu ta đoạn vào ác đạo thì ta chẳng có thể tự độ được mà cũng chẳng có thể độ được chúng sanh. Kinh lại có Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đến khi được bất thối chuyển, chọn chẳng rời người thiện đạo. Luận hỏi Phật dạy trì giới thì chẳng đoạn vào ba đường ác, nay vì sao lại nói Bồ Tát chọn chẳng rời người thiện đạo? Đáp, trước đây nói về trường hợp trì giới chưa được kiên cố nên phải hành bố thí để trợ giúp thêm. Nay nói trì giới đã kiên cố rồi thì chẳng còn bị đọa vào các đường ác nữa, nên thường được các thiện đạo vậy. Kinh lại có Bồ Tát an trú trong đàn ba la mật và thi la ba la mật, làm chuyển đơn thánh vương, dạy chúng sanh tu mười thiện đạo và đem tài vật bố thí khiến chúng sanh được an ổn. Luận, do nhân duyên bố thí và trì giới mà được làm chuyển đơn thánh vương, được chúng sanh tin kính, nhờ vậy mà Bồ Tát dạy mười thiện đạo, được chúng sanh hoan hỷ tín thọ. Hỏi tất cả các Bồ Tát hành đàn ba la mật và thi la ba la mật đều sanh làm chuyển đơn thánh vương cả hay sao? Đáp, Bồ Tát thường cầu Phật đạo. Tuy nhiên vì biết chuyển đơn thánh vương có nhiều điều kiện gần gũi chúng sanh làm lợi ích cho họ, nên có Bồ Tát nguyện sanh làm chuyển đơn thánh vương. Ở địa vị chuyển đơn thánh vương, Bồ Tát có đủ các phương tiện để tu bố thí trì giới và cũng để dạy cho chúng sanh tu bố thí trì giới hành mười thiện đạo. Do hành bố thí trì giới mà Bồ Tát được chúng sanh tin kính, nên khi Bồ Tát dạy mười thiện đạo thì họ rất dễ hoan hỷ tín thọ. Kinh lại có Bồ Tát an trú trong đàn ba la mật và thi la ba la mật, ở trong vô lượng đời làm chuyển luân thánh vương, được gặp, được cúng dường, tôn trọng và tán thán vô lượng Đức Phật. Luận có Bồ Tát biết chuyển luân thánh vương làm được nhiều lợi ích cho chúng sanh, nên nguyện làm chuyển luân thánh vương trong nhiều đời để có thể dùng pháp thế gian cúng dường Phật pháp tăng. Kinh này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thường vì chúng sanh thuyết pháp, đem trí huệ quang minh tự soi sáng cho chính mình và soi sáng cho chúng sanh, dẫn đến khi được vô thượng Bồ Đề, chọn chẳng rời trí huệ quang minh. Phải biết Bồ Tát ấy ở trong Phật pháp được mọi chúng sanh tôn trọng. Bởi nhân duyên vậy nên lúc thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát thường giữ thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng bao giờ để cho các bất thiện nghiệp vọng khởi. Luận, trước đây nói Bồ Tát thật hành đàn ba la mật và thi la ba la mật, nguyện làm chuyển luân thánh vương. Nên nói Bồ Tát học các kinh điển, đọc tụng, ghi chép, tránh ức niệm, tránh tư duy, phân biệt các pháp để cầu Phật đạo. Rồi lại dùng trí huệ quang minh nhằm tự soi sáng cho chính mình và cũng soi sáng cho mọi loài chúng sanh. Do hạnh nguyện tự lợi và lợi tha mà Bồ Tát chẳng chọn rời trí huệ quang minh cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, Bồ Tát hành pháp khí mà chẳng cầu danh lợi, được cung kính cúng dường mà chẳng đắm trước, chẳng ỷ mình có trí huệ, cũng chẳng hề tự cao, chẳng hề khinh dễ người khác. Bồ Tát chỉ niệm chư Phật, tinh tấn tu tập cầu Phật đạo, đem giáo pháp của Phật dạy cho chúng sanh, dẫn dắt họ vào thật tướng pháp. Do thuyết pháp thanh tịnh như vậy mà Bồ Tát mãi mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề, chẳng bao giờ mất trí huệ quang minh. Do thường giữ thân khẩu ý thanh tịnh, chẳng để cho các vọng tâm giấy khởi, chẳng hành các tịnh pháp làm lợi lạc cho chúng sanh, nên Bồ Tát ở trong Phật pháp được mọi người tin kính. Lại nữa, Bồ Tát hành Bồ Tát đạo chẳng giấy khởi các nghiệp tội. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ các nghiệp tội phá hoại các công đức, khiến có thành tựu được đạo quả. Kinh ngài Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp ở thân khẩu ý? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát giới niệm thủ các tướng thân, tướng khẩu, tướng ý thì gọi là Bồ Tát khởi các bất tịnh nghiệp ở thân khẩu ý. Luận hỏi, ngài Xá Lợi Phất là bậc trí huệ đệ nhất trong hàng đại đệ tử của Phật, như vậy vì sao ngài lại chẳng biết các bất tịnh nghiệp ở thân khẩu và ý mà ngài còn hỏi Phật như vậy? Đáp, ngài Xá Lợi Phất ở trong pháp thanh văn phân biệt rõ về 10 thiện đạo và 10 bất thiện đạo, nhưng ngài chẳng biết rõ được các hạnh của Bồ Tát. Ví như ngài chẳng biết rằng Bồ Tát chỉ vừa sanh tâm chứng nhị thừa là đã phá giới rồi vậy.
Do Ngài Xá Lợi Phất còn có chỗ nghi, chưa rõ thế nào là Bồ Tát có tội hay chẳng có tội, nên phải thưa hỏi Phật. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật dạy, nếu Bồ Tát còn thủ tướng thân, tướng khẩu, tướng ý là đã tạo các nghiệp tội rồi. Kinh này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát còn giấy niệm, có thân, có khẩu, có ý là còn có thủ tướng, còn có tác duyên, như vậy là đã có tạo bất tịnh nghiệp ở thân khẩu ý rồi vậy. Vì khi thật hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát biết rõ thân khẩu ý đều là bất khả đắc. Này Xá Lợi Phất, khi thật hành bát nhã ba la mật, nếu Bồ Tát còn thấy có các dụng của thân khẩu ý thì thường hay sanh tâm sang tham, phạm giới, giải đãi, tán loạn, ngu si. Phải biết đó là Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chưa trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu và ý. Luận trên đây Phật khai thị cho Ngài Xá Lợi Phất biết rằng Bồ Tát trú trong pháp không nên thấy ba nghiệp dù là thiện nghiệp đều là nghiệp tội, chẳng có nghiệp nào là chẳng có tội cả. Vì sao? Vì theo pháp thanh văn thì hành mười bất thiện đạo mới là có tội, còn theo pháp đại thừa thì vừa giấy niệm có hành các nghiệp ở thân khẩu ý là đã có tội rồi. Vì sao? Vì có làm, có thấy, có làm là đã có tác giả, có kiến giả rồi vậy. Thế nhưng tất cả các sự việc ấy đều là hư vọng, là chẳng thật có. Chấp thô sự thì bị thô tội, chấp thế sự thì bị tế tội. Ví như người đã ly dục, thấy năm dục, năm cái là tội. Người vào sơ thiền thì cho giác quán là chẳng có tội. Mà người vào nhị thiền thì cho giác quán cũng là tội. Người vào nhị thiền thì hỷ là chẳng có tội. Mà người vào được thật tướng pháp rồi thì cho rằng giác quán cũng như các niệm về lạc và hỷ đều là tội cả. Tiểu thừa do sợ ba đường ác nên tu 10 thiện đạo, xa điểm 10 bất thiện đạo, cho 10 bất thiện đạo là tội. Còn đại thừa thì cho rằng chấp tâm thủ tướng đều là tội cả. Vì sao? Vì có chấp có thủ là trái với ba giải thoát môn nên đều là tội cả. Như vậy là các quan điểm của tiểu thừa và của đại thừa ở nơi sự có nhiều sai khác. Đối với đại thừa Maha Diễn thì giấy niệm thấy có ba nghiệp là chưa được tâm kiên cố, rõ biết cả ba nghiệp đều là không thì mới gọi là được tâm kiên cố vậy. Vì sao? Vì Bồ Tát trú ở nơi pháp không, chẳng thấy có chúng sanh, chẳng thấy có ba nghiệp ở thân khẩu và ý. Nếu ở nơi ba nghiệp mà còn thấy có các dục, thì sẽ khởi các tướng sang tham, phạm giới, giải đãi, tán loạn, ngu si. Trái lại, nếu tu giải thoát thì chẳng phải như vậy. Ví như nếu chẳng có cây thì chẳng sao có bóng mát được. Cũng như vậy, nếu chẳng có nhân thì chẳng có quả. Do tư duy quan sát như vậy mà Bồ Tát trừ được các thô nghiệp ở thân, ở khẩu và ở ý. Hỏi trước chỉ nói đến các nghiệp tội ở thân, khẩu, ý, nên vì sao lại nói về các thô nghiệp? Đáp thô nghiệp và tế nghiệp chẳng có gì khác nhau, vì cũng đều là nghiệp tội cả. Hàng thanh văn phân biệt có thô nghiệp, có tế nghiệp. Ví như nói các nghiệp ở thân, ở khẩu là thô, còn các nghiệp ở ý là tế. Lại ví như biết các ác pháp như tham dục, sân nhuế, vân vân thì gọi là thô. Biết về sông núi, thôn xóm, làng nước, vân vân thì gọi là tế. Biết về các thiện pháp như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vân vân thì gọi là vi tế. Tất cả các pháp trên đây đối với đại thừa Maha Diễn thì đều gọi là thô cả. Kinh Ngài Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu và ý? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát biết rõ thân khẩu và ý đều là bất khả đắc, thì trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu và ý. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thật hành bởi thiện đạo và chẳng móng tâm thanh văn, chẳng móng tâm bích chi Phật là trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu và ý. Luận hỏi, thế nào gọi là thô nghiệp và thế nào gọi là tế nghiệp ở thân khẩu và ý? Đáp, đây chỉ là tương đối so với nghiệp của hàng thanh văn thì nghiệp của phàm phu là thô, trái lại so với nghiệp của phàm phu thì nghiệp của hàng thanh văn là tế. So với nghiệp của hàng Bồ Tát thì nghiệp của hàng thanh văn là thô, trái lại so với nghiệp của hàng thanh văn thì nghiệp của hàng Bồ Tát là tế. Lại nữa, nghiệp cống là thô, nghiệp không cống là tế, hay dẫn sanh các nhân duyên khổ thọ là thô, không có sanh các nhân duyên khổ thọ là tế, có giác quán là thô, không có giác quán là tế. Lại nữa, còn thấy có ngã là thô, không thấy có ngã là tế, còn thấy chỗ trú của ba nghiệp là thô, không thấy chỗ trú của ba nghiệp là tế, còn thấy có năm ấm là thô, không thấy có năm ấm là tế, còn thấy có 12 nhập là thô, không thấy có 12 nhập là tế, vân vân. Lại nữa, thấy được chỗ thấy là thô, không thấy chỗ thấy là tế. Bởi nhân duyên vậy, nên Phật dạy, nếu Bồ Tát biết rõ thân khẩu ý đều bất khả đắc, thì trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu và ý.
Từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không. Vì sao? Vì ở trong không hết thảy pháp đều bất khả đắc. Bồ Tát biết rõ như vậy mà vẫn thường hành 10 thiện đạo, chẳng có khởi tâm thanh văn và biết tri Phật. Bồ Tát cũng chẳng có thủ tướng tâm mà chỉ hồi hướng hết thảy các công đức về vô thượng Bồ Đề. Như vậy gọi là Bồ Tát trừ các thô nghiệp tội của thân khẩu và ý, là Bồ Tát hành ba nghiệp thân khẩu và ý thanh tịnh vậy. Kinh này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật thanh tịnh Phật đạo, thật hành đầy đủ năm ba la mật kia, phải biết đó là trừ được các thô nghiệp ở thân khẩu và ý. Ngài Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thanh tịnh Phật đạo? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, thanh tịnh Phật đạo là chẳng thấy có thân khẩu và ý, chẳng thấy có đàn ba la mật, dẫn đến chẳng thấy có bát nhã ba la mật, chẳng thấy có thanh văn bích chi Phật, dẫn đến chẳng thấy có Bồ Tát và Phật. Bồ Tát chẳng thấy hết thảy các pháp, vì biết rõ hết thảy các pháp đều là bất khả đắc cả, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh Phật đạo. Luật hỏi, ngài Xá Lợi Phất đã từng nghe Phật dạy rằng trừ ác, trừ các thô nghiệp là đã thanh tịnh Phật đạo rồi, nay vì sao ngài còn hỏi nữa? Đáp, trước đây nói về tướng của ba nghiệp thanh tịnh, nay nói về tướng của hết thảy các pháp thanh tịnh. Trước đây nói về cả ba nghiệp thân khẩu và ý đều bất khả đắc, nay nói sáu pháp ba la mật thanh văn bích chi Phật Bồ Tát dẫn đến Phật cũng đều bất khả đắc mới gọi là thanh tịnh Phật đạo vậy. Hết thảy pháp đều bất khả đắc nên chẳng thấy có thân khẩu và ý, chẳng thấy có sáu pháp ba la mật, chẳng thấy có thanh văn bích chi Phật Bồ Tát dẫn đến chẳng thấy có Phật. Như vậy là đầy đủ chúng sanh không và pháp không. Bồ Tát chú trong hai không đó mà dần dần được bất khả đắc không, tức là vào được thật tướng pháp. Nghĩa của bất khả đắc không đã được nói rõ ở mục 18 không rồi. Kinh này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành sáu pháp ba la mật mà chẳng hoại các pháp tướng. Ngài Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là chẳng hoại các pháp tướng? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà chẳng niệm có sắc thọ tưởng hành thức, chẳng niệm có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chẳng niệm có sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng niệm có nhãn giới dẫn đến pháp giới, chẳng niệm có nhãn thức giới dẫn đến ý thức giới, chẳng niệm có bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo, chẳng niệm có sáu pháp ba la mật, chẳng niệm có 10 Phật lực, bốn vô sở ý, bốn vô ngại trí dẫn đến 18 bất cộng pháp, chẳng niệm có bốn quả thanh văn, quả bích chi Phật dẫn đến quả vô thượng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát thật hành và tăng ích sáu pháp ba la mật mà chẳng phá hoại các pháp tướng. Luận Phật, vì ngài Xá Lợi Phất mà phân biệt các trường hợp phát tâm của Bồ Tát, ngài Xá Lợi Phất vui mừng sanh tâm cung kính các Bồ Tát nên hỏi Phật, Bồ Tát chưa đoạn sạch kiết sử thì làm sao mà chẳng hoại các pháp tướng? Phật đáp, Bồ Tát chẳng niệm sắc dẫn đến chẳng niệm vô thượng Bồ Đề là chẳng hoại các pháp tướng. Vì sao? Vì chẳng niệm hết thảy các pháp là vào được hai không, tức là vào được chúng sanh không và pháp không. Vì pháp không nên chẳng có chú, lại vì bát nhã ba la mật là vô ngại nên chẳng phá hoại các pháp tướng. Kinh này Xá Lợi Phất, Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật được đầy đủ trí huệ, chẳng bị đọa vào ba đường ác, chẳng bị sanh làm người tệ ác bần cùng, lại được thọ thân tướng đoan nghiêm nên chẳng bị trời người Atula chê ghét. Luật, trong nhiều kiếp trước, Bồ Tát đã tu tập trí huệ, đã học đầy đủ các kinh thơ, đã quan sát tư duy chánh niệm về thật tướng pháp, do đã vào được thật tướng pháp nên được chư Phật thường ái niệm, có được vô lượng phước đức, có được thân tâm đầy đủ, thường thọ các phước lạc và được chúng sanh cung kính cúng dường. Kinh ngài Xá Lợi Phất thưa, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trí huệ của Bồ Tát? Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát thành tiểu trí huệ, thấy được chư Phật cùng chúng tăng ở khắp mười phương, được nghe chư Phật thuyết pháp và thấy được các cõi Phật nghiêm tịnh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát do thành tiểu trí huệ mà chẳng khởi niệm về tướng Phật, về tướng Bồ Tát và tướng Bích Chi Phật, về tướng Thanh Văn cũng chẳng khởi niệm về tướng ngã, về tướng quốc độ. Lại nữa do thành tiểu trí huệ mà khi thật hành đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, khi thật hành bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp, Bồ Tát chẳng thấy có đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, chẳng thấy có bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Như vậy gọi là trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát dùng trí huệ hành đầy đủ hết thảy pháp mà cũng biết rõ hết thảy pháp đều là bất khả đắc. Luật, nên phân biệt có hai loại trí huệ. Đó là trí huệ để phân biệt biết rõ các pháp mà chẳng chấp các pháp tướng,
trí huệ chẳng chấp tâm cũng chẳng thủ tướng. Bồ Tát thành tựu trí huệ này thấy các mười phương Phật nghe pháp mà chẳng chấp tâm chẳng thủ tướng. Hỏi thế nào gọi là hành bố thí mà bất đắc bố thí? Đáp: bất đắc bố thí là rõ biết bố thí mà chẳng thủ chấp bố thí. Biết rõ bố thí làm cho chúng sanh được ấm no, được an ổn. Biết bố thí là nhân duyên khuyến trợ chúng sanh vào Phật đạo. Nhưng đồng thời cũng biết bố thí do duyên hòa hợp sanh nên là bất khả đắc. Hành bố thí như vậy gọi là hành bố thí mà bất đắc bố thí. Bồ Tát hành hết thảy các pháp mà cũng bất đắc hết thảy pháp. Kinh: này sám lợi Phất, có hước Bồ Tát thật hành bát nhã ba la mật mà thanh tịnh được dục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn, được đầy đủ cả năm nhãn thanh tịnh. Ngài Xá Lợi Phất thưa: bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn? Phật dạy: này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát dùng nhục nhãn thấy xa cả 100 do tuần, có Bồ Tát thấy xa được 200 do tuần, có Bồ Tát thấy khắp cõi Diêm Phủ Đề, có Bồ Tát thấy khắp một tiểu thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp một trung thiên thế giới, có Bồ Tát thấy khắp một đại thiên thế giới. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn. Luận: hỏi vì sao Phật nói đến việc Bồ Tát thanh tịnh nhục nhãn trước rồi mới nói đến việc thanh tịnh bốn nhãn kia? Đáp: Bồ Tát trải qua nhiều kiếp tu hành đã có được nhục nhãn thanh tịnh và cũng đã thanh tịnh được phần ít bốn nhãn kia. Ví như tấm gương vốn sẵn có tánh phản chiếu nhưng do bị bụi trần che lấp nên chẳng có thể chiếu được các ảnh. Nếu bụi trần được quét sạch thì tánh phản chiếu của gương liền được hiện ra như cũ. Cũng như vậy, Bồ Tát đã diệt trừ hết các cấu pháp nên được nhục nhãn thanh tịnh. Do nhân duyên được nhục nhãn thanh tịnh mà Bồ Tát có được thiên nhãn, rồi do nhân duyên tu tập thiền định mà dần dần Bồ Tát thanh tịnh được thiên nhãn, rồi Bồ Tát lại còn phải tu vô lượng phước đức trí huệ mới thanh tịnh được ba nhãn sau. Khi được thanh tịnh tối thắng rồi mới thấy được cùng khắp cả đại thiên thế giới. Hỏi: đại thiên thế giới có cả trăm ước núi Tu Di và núi Thiết Vi, lại có vô lượng các chướng ngại vật khác, thì làm sao Bồ Tát có thể khắp thấy được? Đáp: Bồ Tát khi đã thanh tịnh được nhục nhãn rồi thì có thể thấy cùng khắp cả đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại cả. Có thuyết nói có hai nguyên nhân làm cho Bồ Tát có được thiên nhãn: do tu tập thiền định mà có được thiên nhãn, do nghiệp quả báo đời trước mà đời nay có được thiên nhãn. Thiên nhãn thường phát sinh ngay nơi nhục nhãn, khiến nhục nhãn có thể thấy cùng khắp cả đại thiên thế giới mà chẳng có gì ngăn ngại cả. Nhờ có thiên nhãn khai thông các chướng ngại nên nhục nhãn có thể thấy được thông suốt như vậy. Trong trường hợp được quả báo danh làm trời thì liền có thiên nhãn, chẳng cần phải nhiếp tâm mà vẫn thấy thông suốt được. Hỏi: thế giới của chư Phật chu biến cùng khắp, sao nói thấy cùng khắp đại thiên thế giới mà chẳng nói thấy nhiều hơn nữa? Đáp: có thuyết nói rằng Bồ Tát trú trong đại thiên thế giới, lấy cảnh giới này làm cảnh giới hoàng pháp độ sanh, do vậy mà Bồ Tát chỉ thấy trong phạm vi đại thiên thế giới. Có thuyết nói rằng nhục nhãn phải nương theo thiên nhãn mới có thể thấy xa được, nếu nhục nhãn mà thấy được khắp đại thiên thế giới hay thấy xa hơn thì chẳng cần phải tu thiên nhãn làm gì nữa. Có thuyết nói rằng khi đề cập đến đại thiên thế giới là đã có mật ý nêu lên ý niệm về một đại kiếp khởi từ thời điểm sanh sơ kiếp và tận cùng vào thời điểm diệt tận kiếp. Lại có thuyết nói rằng bên ngoài đại thiên thế giới còn có vô số do tuần, đều toàn là hư không. Trong hư không thường có gió, nhục nhãn và gió đối kỵ nhau khiến nhục nhãn chẳng thấy xa hơn được. Hỏi: vì sao Bồ Tát chẳng tu tập thêm để có thể dùng nhục nhãn thấy xa hơn nữa? Đáp: nhục nhãn là hư vọng, là bất định, còn thiên nhãn mới là thanh tịnh. Nếu chẳng tu được thiên nhãn mới phải gượng ép dùng nhục nhãn để cố thấy xa hơn. Do Bồ Tát tu tập được thiên nhãn nên dùng thiên nhãn hỗ trợ trong dục nhục nhãn để thấy xa vậy. Trong kinh nói, thấy xa là thấy cùng khắp đại thiên thế giới. Thế nhưng với chư Phật và chư Đại Bồ Tát thì chẳng đâu gọi là xa cả. Hỏi: vì sao chẳng lấy mức 70, 80, 90 do tuần làm tầm thấy ngắn nhất của hàng tiểu Bồ Tát? Đáp: vì chuyển luân thánh vương thấy xa hơn người thường, do đời trước đã cúng dường Phật Nhiên Đăng mà chuyển luân thánh vương được nhãn căn thanh tịnh, thấy được các cảnh Phật rất xa so với tầm thấy của người thường. Tuy nhiên tầm thấy của chuyển luân thánh vương chẳng thể vượt quá 100 do tuần. Bởi vậy nên nói tầm thấy của hàng tiểu Bồ Tát chỉ vào khoảng 100 do tuần mà thôi. Hỏi: mặt trăng mặt trời cách quả đất trên 42.000 do tuần mà mọi người đều có thể thấy rõ. Như vậy 100 do tuần đâu có gì đáng kể mà phải khen ngợi những vị Bồ Tát thấy xa được 100 do tuần. Đáp: mặt trăng mặt trời tuy ở xa nhưng có quang minh chiếu đến tận mặt đất. Người trên quả đất do mắt nhận được ánh sáng của mặt trăng của mặt trời mà thấy được các thiên thể này.
Lại nữa, sự thấy như vậy cũng là điên đảo. Vì sao? Vì mặt trăng mặt trời có đường kính rất lớn mà người trên mặt đất chỉ thấy bằng cái đĩa, lớn mà thấy nhỏ, như vậy là thấy điên đảo. Bồ Tát dùng nhục nhãn thanh tịnh thấy khác hơn người thường. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy biết được các cõi trời tứ thiên vương, Na Lợi Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Thiên, Phạm Thiên Vương, dẫn đến giác cứu cánh thiên. Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy biết được như vậy, chẳng nơi nào mà chẳng thấy chẳng biết cả. Lại có Bồ Tát dùng thiên nhãn thấy chúng sanh trong hàng xa thế giới ở khắp mười phương, chết đây sanh kia, hàng chư thiên chẳng thấy được như Bồ Tát, như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh thiên nhãn. Luận: Như trước đây đã nói, Bồ Tát được thiên nhãn do hai nguyên nhân, do tu tập thiền định mà có được thiên nhãn, do nghiệp quả báo đời trước và đời nay có được thiên nhãn. Nếu do quả báo mà được thiên nhãn thì lúc ban ngày nhục nhãn và thiên nhãn thường dung hợp, vào đêm tối thì mới dùng riêng thiên nhãn. Người tu được quả báo thiên nhãn thường chỉ thấy được bốn châu thiên hạ và các cõi trời lục dục thiên, nhưng chẳng thể thấy được các cõi trên. Bồ Tát được quả báo thiên nhãn thấy khắp 3000 thế giới, người tu thiền định và ly dục cũng có được thiên nhãn như vậy. Bồ Tát dùng thiền nhãn thấy chúng sanh chết đây sanh kia chẳng có gì ngăn ngại cả. Hàng chư thiên có được thiên nhãn nhưng chẳng sánh được với Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát đã vượt ra ngoài ba cõi, cũng đã được pháp tánh, đã được 10 Bồ Tát lực, nên mới thanh tịnh thiên nhãn được như vậy. Kinh: Ngài Xá Lợi Phất thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát dùng huệ nhãn chẳng dày hy niệm có pháp hữu vi, pháp vô vi, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, có pháp hữu lậu, pháp vô lậu. Thế nhưng dùng huệ nhãn chẳng có pháp nào mà Bồ Tát chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Như vậy gọi là Bồ Tát thanh tịnh huệ nhãn. Luận: Vì nhục nhãn chẳng có thể thấy được các cảnh vật xa mà cũng chẳng thấy được các cảnh vật bị chướng ngại che khuất, nên phải cầu được thiên nhãn. Thiên nhãn có thể thấy được các cảnh vật ở xa hoặc bị chướng ngại che khuất mà nhục nhãn chẳng sao có thể thấy được. Thế nhưng sự thấy của thiên nhãn vẫn còn là hư dối. Vì sao? Vì còn thấy có các tướng đối đãi như có tướng nam, tướng nữ, tướng núi, tướng sông, tướng cây cối, tướng của các sự vật. Tất cả các tướng ấy đều do duyên hòa hợp mà có, nên đều là hư dối, chẳng thật có. Do vậy mà phải cầu được huệ nhãn. Huệ nhãn chẳng có các lỗi lầm của nhục nhãn và của thiên nhãn. Hỏi: Như vậy tướng của huệ nhãn như thế nào? Đáp: Có thuyết nói rằng trong tám thánh đạo thì chánh kiến là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì dùng chánh kiến mới thấy được thật tướng của thọ ấm, mới phá được các chấp điên đảo. Có thuyết nói rằng chỗ duyên niết bàn là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì chỗ duyên ấy chẳng bị phá hoại, chẳng phải là hư vọng. Lại có thuyết nói rằng ba giải thoát môn tương ưng huệ là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì huệ nhãn khai mở cửa niết bàn, có trí huệ hiện tiền, quán thật tế, thông đạt rõ ràng các pháp là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng thông đạt pháp tánh, trực nhập pháp tánh vô ngại là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng tâm định rõ biết hết thảy các pháp tướng là tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng bất khả đắc không và vô pháp không là thật tướng của huệ nhãn. Có thuyết nói rằng 18 không là tướng của huệ nhãn. Lại có thuyết nói rằng dùng trí huệ rõ biết các pháp chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác, như pháp thế gian chẳng phải đồng cũng chẳng phải khác với pháp xuất thế gian. Vì sao? Vì đồng và khác cũng đều là bất khả đắc cả, cho nên các quán đều diệt, các tâm hành đều dứt, các ngôn ngữ đều đạt, dẫn đến tướng thế gian và tướng niết bàn chẳng có gì khác nhau. Trí huệ ấy là tướng của huệ nhãn. Trong kinh Phật dạy rằng Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp chẳng giấy niệm có pháp hữu vi, pháp vô vi, có pháp thế gian, pháp xuất thế gian, có pháp hữu lậu, pháp vô lậu, vân vân. Chẳng niệm có, chẳng niệm không mới là tướng của huệ nhãn. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát còn phân biệt thấy có pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, vân vân là rơi về chấp có, hữu kiến. Còn nếu Bồ Tát thấy thế gian vô vi, vô lậu là rơi về chấp không, vô kiến. Phải bỏ cả hai chấp có và không, phải xa lìa các hí luận, phải lấy trí huệ mà hành trung đạo mới gọi là được huệ nhãn. Khi đã được huệ nhãn rồi thì chẳng có pháp gì mà chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng biết cả. Vì sao? Vì có được huệ nhãn là tận phá được vô minh. Bồ Tát dùng huệ nhãn rõ biết được tổng tướng cùng biệt tướng của hết thảy các pháp. Hỏi: A-la-hán và Bích Chi Phật cũng có được huệ nhãn, vì sao chẳng có thể sánh được với Bồ Tát? Đáp: Bồ Tát dùng huệ nhãn rõ biết được tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp.
Hàng nhị thừa dùng huệ nhãn chỉ thấy được tổng tướng của các pháp mà thôi. Nếu như chỉ biết các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, thì rằng hàng thanh văn và bích chi Phật dùng huệ nhãn cũng thấy được thật tướng các pháp. Nhưng huệ nhãn ấy chỉ hạn cuộc, chẳng chiếu được rộng khắp. Ví như ngọn đèn nhỏ ít dầu, chẳng có thể tỏa ánh sáng sang rộng được vậy.